công viên này đẹp thật đấy. Ôi là trời. Tuyết. Mẹ ơi. Ava, nhìn con leo cao chưa này? Xuống ngay lập tức cho mẹ. Không. Con bé này không chịu nghe lời gì cả. Ava, chú chuối đâu ơi, cháu xuống ngay. Âu ơi, con bị mắc dầm rồi. Bởi vậy đừng có trèo cây nữa. Nhưng mình là mẹ kiểu gì nếu không dắt túi mấy bí quyết này chứ? Không có nhíp sao? Không thành vấn đề. Chỉ cần kéo nhẹ thôi. Ra rồi, nè. Mẹ là nhà ảo thuật. Con cảm ơn. Bye bye. Này, Ava. Hôm nay trời đẹp quá ta. Và mình đã làm xong mọi việc trong danh sách rồi. 10 điểm về chỗ. Giờ thì cứ chill thôi. Mà nghĩ lại, biết ngay, túi giấy không ổn mà. Cam của tôi, quay lại đây, từ từ. Đây rồi, chắc đây là quả cuối cùng rồi. Tay mình kể ra cũng ôm được hết. Vậy tại sao không tự làm thêm một cái cặp nữa? Gài cái mũ vào cuộn và buộc hai cánh tay lại với nhau. Rất chi là tiện. Vậy là khỏi lo rơi đồ nữa. Đúng là thiên tài. Thế mà trước cứ phải xách túi giấy. Hả? Oh, người cùng cảnh ngộ. Tóc xinh này. Nhưng hơi thở thì còn phải xem lại. Thôi nào, chắc chắn là còn kem mà. Ra đi. Gần ra rồi. Yes, kem đây rồi. Hả? Đúng là phí thời giờ mà. Lấy sử tuyếp kem đánh răng mới đi. Một đốm vừa đủ. Miệng thơm tho bạc hà rồi. Chứ, đã sạch. Không còn khủng hoảng nữa. Mà lại còn đúng giờ nữa. Đánh răng thôi. Đánh răng vào buổi sáng là bước rất quan trọng. Hình như tuyếp này mới tanh luôn. Hôm nay chắc chắn là một ngày may mắn. Đủ chưa nhỉ? Mình cứ như bị thôi miên ấy. Ai mà biết trong này có nhiều thế. Woohoo! Bùng nổ bạc hà đây. Annie, có chuyện gì trong này vậy? Con phun kem đánh răng tung tóe khắp nơi hả? Ờ, đưa cho mẹ. Ai dạy con đánh răng cái kiểu phá này hả? Thôi, quên bàn chải nhàm chán đi. Dùng thanh ngậm đặc biệt này. Đó, mẹ sẽ chỉ bé cách dùng. Và con vẫn có thật nhiều kem nhé. Chỉ còn một điều phải làm. Cho vào miệng ạ. Dễ lắm phải không? Có ổn không nào? Mẹ xem này, không dùng tay nhé. Wow. Tóc mình có xoăn được như thế không nhỉ? Cứ thử thì mới biết được. 1, 2, 3, 4. Ồ, vẫn thẳng tuột thế này. Mình sẽ làm hết các lọn cùng lúc. 1, 2, 3, 4. Được rồi, mình sẽ dùng dây chun buộc lại. Lần này chắc chắn là được. Tết tóc nhiều khi cũng làm xoăn nè. Tốt nhất là giữ cho thật chặt đấy. Không xinh lắm nhưng cũng kệ đi. Mình sẽ chẳng bao giờ có tóc lộng lẫy như trong tạp chí. Tại sao con khóc Annie? Vì con không xinh được như chị kia. Dù làm xoăn không phải nghề của bố, nhưng bố sẽ giúp con. Trước hết chúng ta phải chải thật mượt đã. Rồi xoắn thế này. Rồi thế này. Âu, bố. Ôi không. Sẽ mọc lại thôi. Mà chờ chút. Đúng rồi. Trước tiên, xịt nước vào lọn tóc. Rồi dùng tay cầm của lược làm lô cuốn. Cứ thế cuốn tít lên trên. Oh hello, tóc xoăn. Wow. Ai cần máy làm xoăn nóng cơ chứ. Và không lo, nhiệt gây hư tổn. Con cảm ơn bố. Thật mừng là bố nghĩ ra cách này. Nhẹ cả người. Vẫn chưa sáng bóng. Được rồi đấy. Giờ chỉ cần lau sàn nữa thôi. Hả? Quá trời tóc ở đâu đây? Ghê chết mất thôi. Beautiful mất. Sốt salad mới ngon bá cháy.
Sao lại có tóc ở đây? Không còn hứng ăn nữa. Cầm điện thoại đi. Không thể thế này được. Tóc ở đâu mà rải rác như rơm vậy trời? Cứ như mình sống với một con thú rụng lông vậy. Chuyện này có kết thúc không đây? Nó đến từ trên này. Phòng của Annie. Cuối cùng cũng đã tìm ra thủ phạm rồi. Thảm họa tóc này chấm dứt rồi. Annie. Hả? Nói là không phải đi. Annie của mẹ. Cái máy rụng tóc không giới hạn. Annie. Con làm rụng tóc khắp nơi rồi đấy, có biết không? Này. Mẹ ơi, sao mẹ phát điên lên vậy chứ? Con mới điên ấy. Tại tóc con ý. Tóc kẹt trong bàn chải rồi. Làm sao con lấy ra được cơ chứ? Mà này, biết đâu mẹ lại xử lý được. Đằng kia có cây lược à? Thế thì dùng lược lấy tóc đi. Ra ngay đây, thấy không con gái? Wow, dã man, cách đó mà cũng được nữa. Con có quên cái gì không vậy? Lược này làm thay đổi mọi thứ. Bởi vậy người ta mới gọi mẹ là mẹ siêu nhân. Mẹ đi lấy ít trái cây. Chờ mẹ nhé. Wow. Son môi đỏ. Son môi đỏ có hợp mình không? Cứ như người nhớn ý. Trái cây. Mẹ ơi, giống nhau nè. Ồ, con gái làm mẹ vui quá. Mơ về kem ngon mát lạnh là tuyệt nhất. Mình có thể mơ màng mãi mãi. Và đã suýt thế rồi. Sao mình ngủ nướng trễ vậy chứ? Phải chuẩn bị đến trường nhanh. Gần đến rồi. Đây nè. Chắc mình không thể mặc pyjama. Áo này được không? Rất chi là ổn áp ấy chứ. Còn tóc thì sao nhỉ? Mình có để cái scrunchie nào trong đây không? Không, không có. Ê, mình có thể dùng cái đó. Thôi nào. Đưa đây. Wow. Mình làm giãn mất rồi. Giờ phải làm sao đây? Mình chẳng muốn biết. Ôi trời. Thôi cứ thử buộc xem có được không. Không tài nào buộc chặt được rồi ạ. Chán như con rắn. Annie. Cái dây này vô dụng quá mẹ. Để mẹ chỉ cho một mẹo nhỏ nhé. Con chỉ cần dùng đến chút nhiệt thôi. Xem nhé. Nhiệt sẽ làm dây chun co lại ngay. Đó, nó co về y như cũ rồi này. Tha hồ mà buộc tóc con nhé. Nè, cỏ giãn tốt chưa này? Đây. Wow, con xin. Chắc giờ con buộc tóc vô tư luôn. Xin chào đuôi ngựa. Giờ thì tự tin đến trường thôi. Annie, ba lô nè con. Bye mẹ. Bạn có muốn cải thiện kỹ năng làm bố mẹ? Hãy thử các thủ thuật này và cho chúng tôi biết kết quả nhé. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè của bạn. Xem video chưa nè, đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ mẹo hay nào nhé.